Bước ngoặt lớn, rối lót VNG để đưa ra một quyết định rất là quan trọng về vấn đề sẽ không yêu cầu hay là bắt buộc người chơi phải đăng nhập CCCD thì mới có thể chơi được phiên bản quốc nội chỉ dành riêng cho khu vực Việt Nam. Giờ với những điều chỉnh gần đây nhất đến từ phía của nhà phát hành VNG thì người chơi sẽ được biết đến là sẽ không cần làm điều khó chịu này nữa. Vậy nếu thật sự thành sự thật thì đây là một cú sốc rất là lớn đấy. Chủ tịch hay là CEO của một công ty đang nắm giữ một trong những trung tâm giải trí lớn nhất thế giới, Roblox, David Baszucki vừa mới có cho mình một động thái rất chi là đáng chú ý, nhưng cũng không kém phần là lạ trong thời gian qua. Hay việc Roblox và nhân viên của mình lại tiếp tục cho ra mắt thêm một tính năng mới nữa. Nghe bảo là cái tính năng này vô cùng hữu ích cho những cái event sắp tới luôn nha. Nhớ cho mình một like, một lượt đăng ký để ủng hộ mình nha các bạn. David Baszucki, người được xem là một trong những vị quản lý quyền lực nhất công ty giải trí hàng đầu thế giới, có tên là Roblox, vừa mới có cho mình một động thái rất là lạ và đang gây rất là nhiều sự chú ý trong mấy ngày vừa qua. Cụ thể được biết thì sự thay đổi được cho là rất là đáng chú ý và cũng như là để tâm này xuất phát từ chính skin của David Baszucki. Ở trên đứa con tinh thần hàng đầu của mình tên là Roblox. Các bạn không hề nghe nhầm hay là có nghe sai gì đâu. Lại một lần nữa, David Baszucki lại đổi skin nhân vật đại diện của mình. Nếu các bạn có xem mấy cái tin tức cách đây khoảng mấy tháng trước thì chắc các bạn hoặc là mọi người cũng không sẽ lạ gì với mấy cái chuyện thay đổi hình đại diện liên tục của CEO này đâu. Từ việc trở thành con sói cô độc cho đến hóa nhân vật của mình thành một quý ngài đầu chọc khiến cho một vài người tỏ ra vô cùng lo lắng. Giờ tính đến thời điểm hiện tại thì ngài ấy lại tiếp tục công cuộc thay đổi mới skin của mình. Nhưng khác với mấy lần trước, lần thay đổi này được cho là có thể dễ hiểu được. Cụ thể theo những gì mà trang RTC đưa ra cách đây không lâu cho thấy, vị quản lý cấp cao của nền tảng là David Baszucki vừa mới chuyển avatar character của mình thành một chiếc áo phông có hình Olympic. Về vấn đề về việc tại sao mà có sự thay đổi kia thì chắc mọi người đang xem video này đều biết hết rồi ha. Một là hưởng ứng theo phong trào ngày hội Olympic đang diễn ra ở Paris, hai là chuẩn bị cho cái event The Game sắp diễn ra ở trên Roblox trong thời gian sắp tới mà ban tổ chức đang định tổ chức nó vào ngày 1 tháng 8 năm nay. Có thể nói với nhau rằng là Roblox đang khá chú tâm thật là kỹ càng về ngày hội thể thao mà mình tổ chức thật đấy. Từ cái chiến dịch như là quảng bá, marketing đều rất là hoành tráng, song cũng không có kém phần chỉnh chu. Thậm chí giờ đến cả CEO của Roblox, một vị quản lý có thể nói là tối cao nhất, cũng đã có sự thay đổi rất là đáng chú ý mà bản thân mình vừa mới đề cập cho các bạn mới đây. Với những điều mà vừa mới xảy ra ở phía trên, nếu nói không mong chờ sự kiện thì quả là biết nói dối đấy. Bước ngoặt lớn, Roblox VNG để chính thức gỡ bỏ cái cơ chế hay là cái yêu cầu bắt buộc về việc phải có CCCD, nhập đầy đủ thông tin thì mới có đủ điều kiện để chơi Roblox ở server chỉ dành riêng ở khu vực Việt Nam. Giờ có nhiều thông tin mà mình nghe được từ nhiều phía cho biết cái tính năng khó chịu đó đã bị loại bỏ hay là bị xóa hoàn toàn trong cái bản game mới nhất của Roblox VNG vừa mới phát hành cách đây không lâu. Wow, để biết thêm thông tin cũng như là những tin tức cho thật kỹ và được cho là chính xác hơn, chắc chúng ta hãy cùng nhau đi sâu vào vụ việc đang rất là nóng này để tìm hiểu mọi chuyện cho thật kỹ nha. Nếu đó chính là sự thật về việc Roblox VNG ở khu vực Việt Nam sẽ không yêu cầu người chơi đăng nhập CCCD để mà có thể chơi được game thì đó sẽ là một cú hit cực kỳ lớn luôn ấy. Dành cho những bạn nào không biết hay là cũng không quá quan tâm đến những động thái gần đây của Roblox VNG, bản thân mình sẽ cung cấp nhanh cho các bạn một vài thứ vô cùng quan trọng trong thời gian sắp tới của game. Thứ mà mình muốn nói đến ở đây đó là về việc trên trang Facebook chính thức của mình thì Roblox VNG đã lên tiếng thông báo sẽ mở một bản truy cập sớm lần thứ hai dành cho những ai quan tâm đến và có nhu cầu được chơi cái bản trải nghiệm này. Và tính cho đến cái thời điểm hiện tại mà mình đang ngồi cái video này mà mọi người đang xem đây thì cái bản thử nghiệm truy cập sớm lần thứ hai của Roblox VNG hiện chỉ đang có khoảng 50.000 lượt tải xuống mà thôi. Đây thực sự là một chú tâm rất là lớn khi mà game ra mắt chính thức đấy. Tuy nhiên là trong khuôn khổ của video này mình sẽ không bàn về chuyện đó quá là nhiều, mà ở đây thì mình chỉ tập trung làm rõ vấn đề liệu rằng Roblox VNG đã hết yêu cầu người tham gia phải nhập đầy đủ CCCD hay chưa. Mình cũng xin lưu ý với các bạn một chút là vào đợt mở truy cập sớm lần đầu tiên, tức là lần trước ấy bạn, thì mình cũng chưa có cơ hội trải nghiệm được. Một phần cũng do là mình hơi bị rén, nên thành ra là nếu có nhận xét gì không đúng thì mong các bạn thông cảm cho. Được rồi, sau khi mà mình đã tải xong lần truy cập sớm thứ hai trên, lập tức vào game thì đập vào mắt của mình là dòng thông báo cần phải đăng nhập. Thì cái điều này chắc vẫn giữ nguyên từ đợt 1 mà nhỉ, không có gì đổi mới cả. Rồi mình sẽ thao tác một số thứ khá là bình thường như là tạo account, Roblox mới, vân vân. Có thay đổi gì mới thì mình sẽ thông báo cho mọi người ngay. Rồi có ngay đây luôn rồi các bạn ạ. Do một vài lý do không tiện kể nên mình sẽ chia một vài thứ quan trọng nha. Rồi vào cái lúc mà bản thân mình cố tình nhập dưới độ tuổi quy định của Roblox VNG thì ngay tức khắc thì hệ thống của trò chơi đã đưa ra một thông báo rất là đáng chú ý như sau: không thể đăng ký, bạn không đáp ứng được yêu cầu độ tuổi tối thiểu để chơi Roblox. Ở cái phần điền ngày birthday thì mình đã ghi vào là ngày 12 tháng 8 năm 2020 để cố tình khiến cho hệ thống xác định mình dưới 12 tuổi để xem có chuyện gì xảy ra khi mà mình nhập không đúng độ tuổi quy định. Xong như các bạn đã thấy rồi ha, game báo với mình một cái thông báo về việc không thể đăng ký. Thế nên để giải quyết vấn đề ở phía trên, mình đã điều chỉnh một số thứ như là ngày birthday cho trên 12 tuổi để xem như thế nào thì đã có một diễn biến có thể nói là vô cùng bất ngờ mà mình không thể lường trước được luôn. Mà mình
nghĩ các bạn cũng sẽ không lường trước được điều này đâu. Đây mình sẽ cho các bạn xem thật là kỹ này. Cụ thể khi mà mình chỉnh ngày birthday từ ngày 12 tháng 8 năm 2020 sang thành ngày 12 tháng 8 năm 2005 thì tức là với cái điều chỉnh này thì account của mình đã có thể nói là đã trên 18 tuổi và nó cũng sẽ được biết với việc là hệ thống cũng sẽ không làm được gì mình cả. Thì điều bất ngờ này đột nhiên đã xảy ra, đó là hệ thống của Roblox VNG đã lập tức đưa mình vào game mà không hề thông qua một cái bước mà ai đã chơi qua Roblox VNG bản thử nghiệm đợt 1 cũng biết. Không hề có một cái bản yêu cầu điện này đủ CCCD thì mới có thể đủ điều kiện chơi được luôn. Như các bạn có thể quan sát rõ rồi nhỉ, không hề có, không lẽ cứ nhập trên độ tuổi quy định là lập tức hệ thống sẽ cho vào game luôn mà không cần phải trải qua bất kỳ trung gian nào hay sao? Nhưng nói thế thì cũng không đúng cho lắm, khi trong tình huống mà bạn cố tình như vừa rồi thì cũng chẳng hề thấy yêu cầu phải điền đầy đủ CCCD hiện ra. Vậy với những manh mối mà chúng ta đã thu thập được trong vài phút vừa qua thì chúng ta có thể khẳng định với nhau rằng Roblox VNG đã chính thức loại bỏ yêu cầu bắt buộc phải điền CCCD ra khỏi trò chơi của mình. Một thông tin tin tức sẽ khiến cho rất là nhiều bạn cảm thấy vô cùng hào hứng, có thể nói là rất nhiều luôn ấy. Tuy nhiên các bạn cũng chớ vui mừng là bao, hãy dừng khoảng chừng là một chút nào. Chúng ta cũng không nên vui quá mà quên đi rằng đây nói gì thì nói vẫn chỉ là một bản game được gắn mác với cái tên là Roblox VNG, mở ngoặc đóng ngoặc truy cập sớm mà thôi. Thậm chí ở đó còn có ghi vài dòng như kiểu đây chỉ là phiên bản thử nghiệm có thể bị thay đổi trong tương lai sau khi mà phát hành chính thức, cho nên là cũng không ngoài trừ đi khả năng hay là xác suất không hề nhỏ là Roblox VNG lại bỏ đi cái tính năng hệ thống yêu cầu điền CCCD đầy đủ của người chơi đi, với lý do phần nhiều cũng sẽ khiến cho game đỡ rối hơn cũng như là ít nhận được chỉ trích hơn trong thời gian sắp tới. Và nếu bạn có chơi hay là theo dõi từ những đợt open beta đầu tiên thì chắc các bạn cũng được biết đến Đẻ và Đen, nắm khá là rõ về những yêu cầu CCCD mà Roblox VNG đã đưa ra đúng không? Cho nên với việc những người chơi đã nhớ rất là rõ rồi thì đợt thứ hai mở truy cập sớm của Roblox VNG họ cũng không cần tốn sức làm gì để nhắc điều ở phía trên lại cả. Thì vào đó thì mình nghĩ vào đợt mở kỳ 2 trên các admin sẽ tập trung chủ yếu vào việc hỗ trợ về mặt hiệu suất hay là có thêm vào các cơ chế mới vân vân, hoặc cũng đại lại là như thế các bạn, chứ cũng không hề có chuyện là Roblox của VNG sẽ bị yêu cầu buộc phải có thông tin chính xác về CCCD đâu các bạn ạ. Nghe xong mà cảm thấy buồn thật sự. Nếu có gì sai sót thì mong các bạn hãy góp ý bên dưới video này giúp mình với nha. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Và nếu các bạn có những cảm xúc như thế nào về câu chuyện ở phía trên thì các bạn cũng có thể bình luận xuống dưới video này để mình và các bạn khác cùng biết với nha. Thông tin tiếp theo, Roblox vừa mới lại chính thức phát hành thêm một tính năng mới hay là một cái cơ chế được cho là mới nữa. Trong khoảng thời gian mà được biết đến có rất nhiều sự biến động đang diễn ra. Sau khi mà công bố cái tính năng gây tranh cãi được gọi với cái tên là các công cụ tinh chỉnh và mở rộng phụ kiện của Avatar Editor cho phép những người chơi chỉnh vị trí kích thước trong tương lai không xe của avatar nhân vật, thì chỉ ít lâu sau đó thì vào những ngày gần đây Roblox cũng như là nhân viên của mình đã có dịp giới thiệu với những game thủ trong cộng đồng hùng hậu của mình về một bước chuyển mình được cho làm rất là mới đến từ cách thức hoạt động của Roblox, hay còn được gọi với cái tên là nhóm Roblox ấy mọi người. Cụ thể thì với bản cập nhật mới đến từ phía của những người đứng đầu, giao diện của phần nhóm trên Roblox đã có một sự thay đổi rất là lớn. Như chúng ta có thể thấy rất là rõ ở đây, một mục mới đã được xuất hiện, mục đó được đặt với cái tên là event, hay cũng được biết đến với nghĩa tiếng Việt là một sự kiện. Đúng như những gì nó mô tả, mục trên sẽ là một nơi dành cho những sự kiện của một trò chơi bất kỳ của studio nào đó thông báo với mọi người chơi về cái event mà game hiện tại đang tổ chức. Một tính năng có thể nói là rất chi hữu dụng luôn. Thử tưởng tượng xem, với một sự kiện trên bạn sẽ không cần phải dành ra quá là nhiều thời gian cũng như là số lượng, công việc để mà có thể tìm được game của mình đang chơi có sự kiện gì đang được diễn ra hay không, hay là game nào không có tổ chức event để mà còn biết. Thay vào đó thì bạn chỉ cần nhấp vào studio mà game bạn đang chơi, sau đó vào phần event, vậy là xong, rất chi là đơn giản. Và đó là bản tin cuối cùng của ngày hôm nay và đã kết thúc video này. Nếu các bạn thích video này thì đừng quên để lại cho mình một like và đăng ký cho mình nha. Còn bây giờ thì bye bye và mình chúc các bạn ngày tốt lành. Bye bye các bạn.